Đây vẫn là phần nghĩ cách để lấy được hạng mục SD. Anh ấy cố tình tiếp cận nhân viên cấp cao của bộ phận kỹ thuật. Sau khi thân thuộc rồi, lúc đi làm liền bưng ly cà phê cho anh ta, không cẩn thận đổ lên người anh ấy. Nhân khoảng thời gian đối phương đi thay đồ, tem từ vi tính của anh ta thành công sao chép được tài liệu. Nhưng lúc tan làm liền đơn người rồi, đi ra ngoài tự nhiên phải kiểm tra. Ben đi về phía cửa bên, không ngờ ngay góc kẹo đụng phải đầu chọc, thì ra đầu chọc vẫn luôn giám sát Ben. Nếu như cậu không đưa USB ra đây, tôi sẽ bắt cậu. Ben chỉ đánh ngoan ngoan đem USB giao cho anh ta. Ben buồn bã quay về nhà kể chuyện này với con trai. Ông ấy không phải người xấu cha. Không phải nữa rồi. Quả nhiên sau khi đầu chọc lấy được USB, không hề nói với bất kỳ người nào. Ông ấy bí mật điều tra tổ chức ẩn giấu ở phía sau. Đầu chọc liền đoạt lấy điện thoại của Ben, quăng xuống đất đặt. Điện thoại bị dẫm đến nát bấy. Anh đây là đang làm gì vậy? Hôm qua giành USB, hôm nay đặt điện thoại. Cũng may đầu chọc kịp thời giải thích, thì ra cục trưởng đầu chọc cảm giác được bên cạnh có gián điệp. Điện thoại của Ben đã bị giám sát. Đầu chọc lấy được USB xong không có nói với bất kỳ ai bên cạnh. Ông ấy đã xem nội dung bên trong USB, nhưng đều là một số số liệu y học, căn bản không có vị trí của phòng thí nghiệm. Anh ấy muốn hợp tác với Ben, chân thành mà lấy USB ra rồi, đồng thời đưa cho Ben một điện thoại cổ có mật mã. Có tin tức gì liền dùng điện thoại này liên lạc với anh ấy. Mà một bên khác, Chela đang xử lý một vụ án nhảy lầu. Một người đàn ông đứng ở mép sân thượng, trong miệng đang lẩm bẩm thứ gì đó. Thì ra ông ấy cũng là hành khách của chuyến bay 828. Chela cố hết sức để ổn định tâm trạng ông ấy, muốn kéo ông ấy về. Nào ngờ đối phương đã quyết tâm rồi, tung người nhảy xuống mất ngay tại chỗ rồi. Sau khi điều tra biết được, người đàn ông này cũng thường xuyên nghe được tiếng gọi. Ông ấy nói với bạn mình về chuyện này. Đồng thời với bạn mình, từng dự đoán được máy bay 828 sẽ tự nổ. Sau đó hai người bạn liền ly kỳ mà bị tai nạn mất rồi. Vì thế ông ấy vô cùng tự trách, cho rằng là mình hại chết bạn mình rồi. Thế là ông ấy chọn cách nhảy lầu. Chela biết được chân tướng xong trong lòng có nỗi sợ. Cô ấy muốn giữ khoảng cách với Jared. Nhưng từ sau khi Chela quay về xong, Jared bất cứ lúc nào cũng quan tâm đến cô ấy. Tuy rằng đã kết hôn với bạn thân của Chela, nhưng trong lòng anh ấy yêu nhất vẫn là Chela.